Làm đến trước video này cho các bạn xem là sói đi ngủ cũng mơ thấy bà Phương Hằng và nghệ sĩ Hoài Linh quá. Nhưng không sao, đã theo là theo đến cùng. Các bạn cũng có thể xem lại series phân tích về drama Phương Hằng, Hoài Linh mà sói đã để link ở dưới phần mô tả của video nhé. Hẳn là nghề nghiệp vận vào người các bạn ạ. Khi nghệ sĩ Hoài Linh mới đây còn xác nhận tham gia làm giám khảo cho chương trình Thách Thức Danh Hài, thì y như rằng bây giờ người dân cả nước đang cùng nhau thách thức lại danh hài này thật. Còn về scandal, hot thì cũng hot rồi, bóc phốt cũng bóc rồi. Hoài Linh và Phương Hằng là hai cái tên được nói đến nhiều nhất trong những ngày qua. Mọi người theo dõi, bình luận như để thỏa mãn sự tò mò, hiếu kỳ hay bức xúc, thất vọng của bản thân mình. Người theo phía này, kẻ theo phía nọ. Nhưng rồi chúng ta quên đi mất hai bên quan trọng nhất, đó là người đóng góp và người cần được nhận cứu trợ. Rồi sao? Rốt cuộc thì ý nghĩa của scandal lần này là gì? Để thấy được sự giàu có của bà Phương Hằng hay đặt nghi vấn với việc từ thiện của các nghệ sĩ? Không phải, sau tất cả, thứ sói và các bạn quan tâm duy nhất là rồi số tiền 13 tỷ đó sẽ đi đâu về đâu? Nếu không đến được với tay của người dân miền Trung, thì liệu người quyên góp có được nhận lại tiền? Trước hết, để nói về câu chuyện làm từ thiện, dư luận đang được chia ra làm hai phe như thế này. Một bên là những người gửi tiền từ thiện, còn một bên là các nghệ sĩ, người đứng dậy hô hào và trực tiếp trao tiền. Không biết trong những nghệ sĩ xem video này của sói, có ai đã từng gửi gắm tiền cho nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện 6 tháng trước không? Nhưng nếu không thì cứ thử hình dung thế này. Nếu bạn đã tin tưởng và gửi một số tiền nhất định với hy vọng lòng tốt của mình được gửi gắm đúng người, đến được đúng nơi và trao được đúng lúc, thì sau khi phát hiện ra, nửa năm sau số tiền vẫn nằm đó không một lời giải thích, bạn có bực mình không? Comment dưới này cho sói biết nhé. Còn là sói thì xin chia sẻ quan điểm cá nhân một chút. Sói ít nhiều sẽ bị hụt hẫng đấy. Thứ nhất là không phải vì tiếc một khoản tiền có thể bị mất đi, bởi chẳng ai đã làm từ thiện rồi mà có ý định đòi lại cả, đúng vậy không? Mọi người đều đã cân nhắc một con số vừa phải và hợp lý với khả năng của mình rồi. Mà là vì cứ ngỡ đã làm được việc tốt xong xuôi, đã tu nhân tích đức để giảm bớt nghiệp cho cuộc đời này. Và cái chính là đã giúp được những người dân tội nghiệp thì đùng một cái. Ok, số tiền vẫn còn đó vào mình, dù chỉ là gián tiếp vẫn chưa giúp được ai cả. Thứ hai, không phủ nhận là mình phải có lòng tin với người ta lắm mới gửi gắm số tiền. Chắc mầm, một nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt như Hoài Linh mà không tin được thì còn biết tin ai? Vì danh tiếng và sự nghiệp của họ cũng coi như một con dấu đảm bảo rồi. Thật vọng là vậy, xong rồi phải làm gì? Tiếp tục theo dõi động tĩnh của số tiền, hóng cái ngày nó đến được với bà con miền Trung, hay cùng lắm là nghĩ thôi, coi như mất, thêm một bài học. Chứ thật ra thì, một khi tiền ủng hộ đã gửi đi rồi, về cái tình mà nói, chẳng ai lại muốn đòi lại. Về phía người dân là như vậy đấy, nhưng giờ, cho công bằng thì chúng ta cũng hình dung, nếu mình là một người nghệ sĩ, chấp nhận đứng ra hô hào quyên góp thì sao? Tất nhiên, người cầm một đống tiền như các nghệ sĩ cũng có cái khó và trách nhiệm của riêng mình. Không chỉ riêng từ thiện mà bất kỳ công việc gì, khi một cá nhân đứng trước một số tiền lớn đều phải chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định. Và lúc này thì tính minh bạch chưa bao giờ trở nên cần thiết đến như thế. Sau cùng thì sói cũng luôn thấy nghệ sĩ nào đứng ra nhận công việc này cũng đều rất dũng cảm. Không chỉ ủng hộ về tiền bạc mà họ còn đóng góp cả công sức và chịu áp lực từ những nghi vấn của cộng đồng nữa. Nhưng sau một hồi suy đi ngó lại, không nhận thì thôi, đã tự nguyện nhận trách nhiệm thì phải làm cho trọn vẹn. Ok, về lý thuyết thì khá dễ nói, nhưng nhìn vào thực tế đi, điều gì sẽ xảy ra với nghệ sĩ Hoài Linh sau 6 tháng nhận tiền mà chưa gửi đi đúng mục đích? Khi Hoài Linh đã không thực hiện đúng ý nguyện của những người làm từ thiện và đã phần nào đánh mất niềm tin với mọi người. Mặc dù số tiền không hề bị bay màu, vẫn ở đó, chúng ta biết, thế nhưng cái chính ở đây là vấn đề cấp bách chứ không chỉ có riêng tiền. Bởi nếu để nói về tiền không thôi, thì kể cả với người được sống trong điều kiện bình thường như chúng ta, cũng không bao giờ là đủ. Bản chất của việc nhận được hỗ trợ đúng lúc cũng giống như đưa kịp cái phao cho người đang chết đuối vậy. Lúc nguy cấp, người chết, người bị thương, nhà sập, đói khát, cả nước chung tay hướng về miền Trung. Trẻ em thì đập ống heo, người nghèo nhịn ăn sáng, cán bộ viên chức ủng hộ một ngày lương, doanh nghiệp thì quyên góp. Thế mà 14 tỷ suốt hơn nửa năm, không đến được với đồng bào, cũng không một lời thông báo. Có phải đáng trách hơn là cảm thông không? Liệu đây có được coi là hành vi phạm pháp? Và liệu cơ quan chức năng có thể can thiệp để số tiền được đến với người dân nhanh hơn như sứ mệnh vốn có, hoặc là cho nó quay xe lại về với đúng những người chủ ban đầu? Những ai đã ủng hộ có quyền khởi kiện Hoài Linh để đòi lại số tiền này với yêu cầu kèm theo lãi suất hay không?
Xin thưa là không, mặc dù các bạn có thể đọc ở đâu đó điều luật này, quy định kia về làm từ thiện, nhưng rốt cuộc chúng lại không áp dụng cho đối tượng là cá nhân. Cũng theo đúng luật pháp, một khi đã tự nguyện chuyển tiền sang tài khoản người ta rồi, thì vì bất kể lý do gì cũng không thể đòi lại, trừ khi phía bên kia tự nguyện. Còn với tin đồn xôn xao, Hoài Linh bị kiện vì tội danh lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây. Soi thấy chưa đúng bản chất của vấn đề cho lắm, vì các bạn thấy đấy, ít nhất đến thời điểm hiện tại, số tiền vẫn còn đó, việc nó nằm trong tài khoản cá nhân cũng là vì người dân tự nguyện gửi vào, nên chưa thể gọi là lừa đảo để chiếm đoạt. Có chăng là truy cứu về sự chậm trễ của số tiền mà thôi. Vậy nên trước khi có thông tin chính thức, chúng ta cần tỉnh táo trước mọi thông tin. Đấy, mấy bạn có thấy không? Chung quy lại cũng là sự phức tạp của những cái chữ tự nguyện mà. Tự nguyện đóng góp, tự nguyện kêu gọi, nhưng lại là tự nguyện trong khuôn khổ cho phép, khuôn khổ của đạo đức con người. Cũng chính vì thế mà một khi đã tự nguyện ủng hộ rồi, dù theo hệ trời pháp lý hay là tâm linh, thì dường như việc lấy lại số tiền đã đóng góp cũng là điều khó có thể xảy ra. Nói đến đây mới thấy, phải chăng đã đến lúc chúng ta cần có một quy định rõ ràng hơn cho các cá nhân khi làm từ thiện, để số tiền có thể làm trọn sứ mệnh nhân đạo của nó. Người đứng ra kêu gọi thì có thể làm đúng trách nhiệm, còn người bỏ tiền ủng hộ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cuối cùng, trước khi kết thúc video, Sói xin phép được tổng kết mấy ý như thế này. Vụ 13 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh, người quyên góp tiền từ thiện có lấy lại được không? 1. Đừng biến câu chuyện từ thiện trở nên nặng nề và mất đi ý nghĩa thực sự của nó. 2. Kể cả từ thiện đã là số tiền lớn cần có sự minh bạch và quản lý rõ ràng. 3. Tự nguyện cũng cần có khuôn khổ của nó. 4. Tiền từ thiện sẽ khó có thể lấy lại, cho dù về mặt tình cảm hay luật pháp đi chăng nữa. 5. Đã đến lúc cần có một quy định rõ ràng hơn cho việc làm từ thiện rồi đây. Trên đây là những quan điểm của Sói, còn bạn thì sao? Comment dưới đây để Sói được lắng nghe nhiều ý kiến hơn trong sự việc lần này nhé. Và tất nhiên rồi, đừng quên like, share và subscribe trang Sói Già Phố Cổ để chúng mình có thêm nhiều động lực làm các video tiếp hơn nhé.